Mới đây, bộ phim Xuân Hoa Yếm, tên mới là Xuân Hoa Diễm, đã phát hành trailer mới. Ngay lập tức, nó đã thu hút nhiều sự chú ý. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen cho hình ảnh phim, cũng như sự xuất hiện của cặp đôi diễn viên chính Lưu Học Nghĩa và Ngô Cẩn Ngôn. Với nội dung vô cùng ngược luyến tàn tâm, cùng những tình tiết vô cùng cẩu huyết, cho nên dù vẫn còn chưa lên sóng nhưng đã có rất nhiều khán giả mong đợi. Trong video này hãy cùng chúng mình nói nhiều hơn về những điều hấp dẫn, đáng mong đợi của Xuân Hoa Yếm nhé! Nội dung cẩu huyết có thể khiến khán giả tức ói máu. Dự án cổ trang Xuân Hoa Yếm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hắc Nhan. Xuân Hoa Yếm kể về câu chuyện Kinh Bắc Vương, vương gia Mộ Dung Cảnh Hòa do Lưu Học Nghĩa thủ vai. Là một tên chẳng ra gì trong mắt thế gian, được nhận xét là cha nam còn cặn bã hơn cả cực phẩm Lý Thừa Ngân của Đông Cung. Mộ Dung Cảnh Hòa vốn là hoàng tử cao quý của Đại Viêm, cùng từng là một tướng quân được mọi người yêu quý vì sự chính nghĩa và tài năng của mình. Trong lần Mộ Dung Cảnh Hòa dẫn quân Uy Bắc chiến thắng và giành lại lãnh thổ Thanh Châu đã mất. Đã có tin đồn rằng do hắn ghi thù người dân của thành Thanh Châu đã phản bội Đại Viêm mà cho người phóng hỏa khiến cả thành Thanh Châu chìm trong biển lửa. Cũng vì điều này mà Cảnh Hòa từ một vị tướng quân được yêu mến bỗng trở thành vị tướng quân tàn ác bị người đòi giết. Trận hỏa hoạn tại Thanh Châu khiến nhiều bá tánh phải bỏ mạng, nhiều người không còn gia đình. Trong đó có Mi Lâm, do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai, một thiếu nữ không may mất đi người thân. Nàng thề rằng sẽ tự tay giết chết tên đầu sỏ tàn ác đã khiến nàng nhà tan cửa nát. Chính vì vậy nên Mi Lâm đã gia nhập trở thành tử sĩ của ám xưởng, một tổ chức bí ẩn. Trải qua 8 năm huấn luyện vô cùng khắc nghiệt và cực khổ, cuối cùng Mi Lâm cũng được nhận nhiệm vụ ám sát đầu tiên. Không biết nên nói nàng may mắn hay xui xẻo khi nhiệm vụ lần này chính là ám sát kẻ nàng hận nhất, Mộ Dung Cảnh Hòa. Nhưng điều Mi Lâm không biết chính là lần ám sát này do chính bản thân Mộ Dung Cảnh Hòa cũng là chủ của ám xưởng bí mật lên kế hoạch ám sát. Sau này Mi Lâm không thể ngờ rằng nàng lại rơi vào tay Mộ Dung Cảnh Hòa như vậy. Hắn coi nàng là một món đồ không hơn không kém, tùy ý sai bảo, tùy ý dằn vặt, lợi dụng nàng để khơi gợi sự ghen tuông ở người phụ nữ của hắn. Ngược nữ chính đến cùng cực. Từ khi còn bé, Mi Lâm đã được đưa đến trại huấn luyện sát thủ, trở thành một tử sĩ mà không biết cái mạng của mình sẽ biến mất vào lúc nào. Lúc ấy, Mi Lâm đến tên gọi cũng không có bất cứ thứ gì thuộc về mình. Thứ duy nhất nàng nắm giữ và trân trọng chính là giấc mơ về đồi hoa xuân nơi phương xa Kinh Bắc. Mảnh ký ức tươi đẹp ấy dường như là sợi dây kiên định cho nàng niềm tin và sự kiên cường để đối mặt với tất cả những tăm tối dơ bẩn trên thế gian này. Mi Lâm bề ngoài nhỏ bé yếu ớt, không hề có tính công kích hay uy hiếp được bất kỳ ai. Nàng kỳ thật rất sợ xê hết, bởi vì nàng muốn sống, muốn được trở về nơi nàng xem là quê nhà xa xôi ấy, muốn được ngắm nhìn cả một vùng đất trời tràn ngập hoa xuân, muốn được là chính nàng, chứ không phải là ai khác như từ trước đến nay. Thế nhưng, vận mệnh như con dao sắc nhọn luôn hướng về phía Mi Lâm, khiến nàng toàn thân thương tích và nhuốm máu. Mi Lâm bị phế bỏ toàn bộ võ công, ném đến một nơi xa lạ với thân phận mới, tìm cách lấy những thông tin hữu ích trước khi bị chất độc trong cơ thể lan tràn xâm chiếm và giày vò nàng đến chết. Nàng không có lựa chọn, chỉ có thể từng bước lần mò trong bóng tối và nỗi sợ hãi để tìm con đường thoát cho mình. Vì nàng tin rằng, chỉ cần còn sống, chỉ cần còn sống, nàng vẫn còn hy vọng cứu lấy bản thân thoát khỏi địa ngục này. Lần đầu tiên Mi Lâm gặp Mộ Dung Cảnh Hòa, khí chất thâm trầm và sự tàn nhẫn ngoan độc được che giấu đằng sau vẻ ngoài hoan lạc. Đê tiện đang dần toát ra trong đôi mắt hắn đã khiến nàng biết người này nhất định không thể trêu vào. Vì vậy, hết lần này đến lần khác, nàng buông bỏ mọi thứ, cố hết sức lấy lòng hắn, bảo toàn tính mạng. Bởi vì, trên đời này, đứng trước sống và chết, những thứ khác đều hoàn toàn vô nghĩa. Mi Lâm cứ như một nhành hoa bé nhỏ, mặc người chơi đùa dẫm nát, rồi cứ thế ngoan cường mà tìm kiếm sự sống trong mọi kẽ hở của vận mệnh. Thế nên, khi Mộ Dung Cảnh Hòa xem Mi Lâm như là công cụ phát tiết cho dục vọng của mình, khi hắn dùng nàng làm trò vui cho người con gái hắn đem lòng yêu thương, khi hắn lợi dụng nàng xong liền vứt bỏ không thương tiếc rời đi, Mi Lâm đều chưa từng ngạc nhiên hay đau lòng. Thế giới của bọn họ không giống nhau, ngay từ đầu đã định sẵn, Mộ Dung Cảnh Hòa là vương gia cao cao tại thượng, hắn nắm trong tay sinh mệnh của rất nhiều người, bao gồm cả Mi Lâm nàng. Còn nàng chỉ là một người khao khát được sống, có thể dùng mọi cách để được sống, vậy thôi. Cho nên, Mộ Dung Cảnh Hòa dù có đối xử với Mi Lâm tàn nhẫn ác độc ra sao, đều không thể dập tắt được ý chí và sự chấp niệm về giấc mộng cùng sự sống của nàng. Vì thế, khi Mục Dã Lạc Mai, người mà Mộ Dung Cảnh Hòa dùng hơn 10 năm để chờ đợi và yêu thương, dùng một mũi tên xé gió ghim vào Mi Lâm, nàng biết mình đã trở thành con mồi cho cuộc đi săn hung ác và tàn độc này rồi. Nàng ta là người con gái cao ngạo của tướng quân, nàng ta có sự bảo hộ trở che vô điều kiện của Mộ Dung Cảnh Hòa. Nàng ta có bề ngoài tươi sáng rực rỡ nhưng nội tâm lại âm u tàn nhẫn vô cùng. Nàng ta
Đến cuối cùng, không chỉ dùng một mũi tên cắm trên người My Lâm, còn muốn lấy tất cả mọi thứ của nàng, kể cả sinh mệnh. Thế nhưng, cho dù My Lâm không muốn thì thế nào, Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn sẽ vì nàng ta mà hủy hoại nàng không thương tiếc. Giấc mộng xuân trước thềm giông bão. Khi mọi thứ đang dần không thể vãn hồi thì biến cố xảy đến, Mộ Dung Cảnh Hòa và My Lâm cùng gặp nạn, cả hai lạc vào cổ mộ và thạch lâm. Đến tận lúc này, mọi rào cản ngăn cách của Mộ Dung Cảnh Hòa và My Lâm mới thật sự được xóa bỏ. Nơi này không tồn tại bất kỳ thân phận nào có quyền uy hay sức mạnh cả. Chỉ có một Mộ Dung Cảnh Hòa thương tích đầy người và My Lâm bé nhỏ kiên cường dùng hết sức lực của mình cứu giúp hắn mà thôi. My Lâm nhận ra, đằng sau một Mộ Dung Cảnh Hòa tưởng chừng như có hết thảy mọi thứ trong tay, lại cô độc bi thương đến nhường ấy. Hắn mang trên vai nỗi đau của hận thù chém giết, hắn giả vờ đê tiện hoang dâm để che đậy trái tim dỉ máu, bảo hộ người con gái hắn yêu. Hắn lừa cả thế giới, đến cả bản thân hắn cũng không dám lật mở ký ức hay thừa nhận tất cả. Nhưng My Lâm thấy hết rồi. Đến cùng, Mộ Dung Cảnh Hòa cũng chỉ là người có cả thiên hạ, quyền lực tối cao, lại chẳng mua được một giấc ngủ ngon, trăm ngàn người vây quanh, lại chẳng có ai thật lòng. Con đường mà hắn chọn là từng bước đi trên lưỡi dao, toàn thân rứa máu, sơ sẩy liền mất mạng. Còn My Lâm, Mộ Dung Cảnh Hòa chưa từng nghĩ rằng, trong giây phút đối diện giữa sống và xê hết, giữa hoạn nạn khổ cực này, hắn vẫn còn có nàng. Bề ngoài nàng yếu ớt, nhu nhược nhưng ý chí và sự kiên cường thì không phải ai cũng có được. Nàng cho hắn niềm tin và sức mạnh rằng bọn họ nhất định sẽ tìm được đường ra, sẽ vượt qua được đoạn gian nan trắc trở này, sẽ tìm thấy ánh sáng nơi phía cuối. Trong những giây phút này, như có cái gì đó thổi qua nơi trái tim hai người, mềm nhẹ lại lưu luyến. Dường như, những cảm xúc dịu dàng đang dần được định hình và quẩn quanh trong lòng nhau. Thế nhưng, không một ai dám gọi tên hay nhìn vào sự thật. Bởi vì, chỉ cần bước ra khỏi nơi này, tất cả mọi thứ đều sẽ quay trở về vị trí cũ. Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn là Mộ Dung Cảnh Hòa, còn My Lâm vẫn là My Lâm. Khoảng cách và ân oán của bọn họ không cách nào phá vỡ được vận mệnh mà ông trời an bài. Thế nên, khoảng thời gian Mộ Dung Cảnh Hòa và My Lâm tình nguyện quên đi thân phận cùng quá khứ để sống như một đôi phu thê bình thường nơi trấn nhỏ có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc vui vẻ và êm đềm nhất. Đã từng trong những ngày sương sớm, My Lâm ra ngoài hái rau kiếm quả hay săn thú, ở nhà có Mộ Dung Cảnh Hòa ngồi yên bên khung cửa sổ đợi nàng về. Đã từng có những đêm mưa rơi rả rích, hắn sưởi ấm cho nàng. Đã từng vào ngày nắng ấm áp, dưới tán cây xanh mát, có nàng lưu luyến mỉm cười nhìn hắn. Nhưng, cũng là ngày đẹp trời như thế, Mộ Dung Cảnh Hòa rời đi, quay về thân phận của hắn và nhẫn tâm lấy đi giọng nói của My Lâm. Hóa ra, giấc mộng đã đến lúc tỉnh rồi, Mộ Dung Cảnh Hòa và My Lâm, mọi thứ ở nơi này đều bị xóa bỏ toàn bộ. Mộ Dung Cảnh Hòa đã biết My Lâm là một người cố chấp đến điên cuồng. Nàng vì sự sống có thể làm tất cả, cũng vì sự sống có thể buông bỏ tất cả. Mà nay, nàng vì tự do rời đi, không tiếc dùng mạng của mình ra đánh đổi. Rõ ràng, từ lâu Mộ Dung Cảnh Hòa đã rung động với My Lâm nhưng hắn lại không dám thừa nhận. Bởi vì, 10 năm qua, trong tim hắn cất giữ một người, vì nàng ta hắn làm ra không biết bao nhiêu chuyện. Sự chấp niệm của hắn nhất định phải có được nàng ta, chạm vào giấc mộng ấp ủ nhiều năm. Thế nên, dù nhận ra bản thân khác thường, Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn không cho phép mình quên đi lý trí. Hắn tuyệt đối có thể kìm hãm trái tim được. My Lâm chỉ như là một sự dao động mà có lúc hắn đã lạc nhịp mà thôi. Đến cùng, quyền lực, thân phận cùng với người con gái trong mộng mà hắn luôn chờ đợi sẽ không bao giờ thay đổi. Mộ Dung Cảnh Hòa nói được làm được, hắn sắp xếp hoàn hảo cho vận mệnh tương lai và con đường mà hắn đã chọn. My Lâm cũng có được thứ mình muốn, giữ lại trái tim cho riêng nàng và rời khỏi nơi này, tự do đến nơi nàng thích. Thế nhưng, khi tất cả ngỡ đã được an bài thì vào mùa xuân năm ấy, khi trăm hoa đua nở, sắc xuân trải dài cả vùng trời, Mộ Dung Cảnh Hòa nhận được tin My Lâm mất. My Lâm, nàng rời hắn mà đi rồi. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới này chỉ còn là sự trống rỗng đến bi thương. Hóa ra, Mộ Dung Cảnh Hòa hắn nắm trong tay cả thiên hạ, lại chẳng tìm thấy thiên hạ của lòng mình. Ngày Mộ Dung Cảnh Hòa tìm thấy My Lâm, trước mắt hắn chỉ là một nấm mộ đơn sơ nằm cô độc trên đồi hoa xuân ở Kinh Bắc. Rõ ràng, tiết trời đang độ xuân thì, khắp nơi trải dài những sắc màu xinh tươi rực rỡ, hoa đỗ quyên đỏ thắm, hoa cải vàng diễm lệ, hoa tuyết lê trắng muốt. Không khí tràn ngập hơi thở tươi mới của sự sống, gió cũng nhẹ nhẹ hôn lên cỏ cây hoa lá. Thế nhưng, trái tim của Mộ Dung Cảnh Hòa lại như trụy xuống hầm băng lạnh lẽo. Bởi vì, My Lâm của hắn, nàng đã không còn trên thế gian nữa rồi. Không hề dự liệu về bất cứ điều gì cho kết cục bi thương này, My Lâm cứ thế tuyệt tình buông bỏ hết thảy, cả sinh mạng mà nàng đã bao lần kiên cường đến rơi lệ để có thể sống sót. Cuối cùng,
nàng cố chấp đem thân mình hòa vào mảnh đất nơi đây, nguyện cho giấc mộng hoa xuân không phai tàn. Những thước phim nhá hàng đầy tả tơi. Nhân dịp chiêu thương đầu tháng 9 vừa qua, đoàn phim Xuân Hoa Yếm đã tung ra trailer mới nhất. Trong trailer, tiếng trẻ con hát đồng dao đã tiết lộ một phần không khí ớn lạnh, đẫm máu đầu phim. Mộ Dung Cảnh Hòa ngồi trên xe lăn, có người rước kiệu đi trên phố. Hắn bị dân chúng ném đồ vào người vẫn thản nhiên cầm bánh bao, vừa ăn vừa cười. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước hình tượng Mỹ Nam cổ trang yếu đuối lần này của Lưu Học Nghĩa trong Xuân Hoa Yếm. Phần lớn fan truyện cũng nhận xét tạo hình của Lưu Học Nghĩa phù hợp với nhân vật Mộ Dung Cảnh Hòa trong nguyên tác. Nhân vật Mộ Dung Cảnh Hòa của Lưu Học Nghĩa đẹp trong từng khung hình, điên và tàn độc đúng như danh xưng chủ soái Bách Quỷ. Sự vặn vẹo trong tâm lý của Mộ Dung Cảnh Hòa là thử thách diễn xuất và khía cạnh đáng trông đợi của Lưu Học Nghĩa. Nếu như Lưu Học Nghĩa được khen càng điên càng đẹp, thì Ngô Cẩn Ngôn lại nhận những lời có cánh về diễn xuất cũng như sự lăn xả vì vai diễn. Khán giả đã được nhìn thấy thoáng qua ánh mắt thù hận của Mi Lâm và vài giây cô chiến đấu dưới mưa. Hình ảnh bị thương tơi tả, nằm bò dưới đất trong mưa của Mi Lâm gây ám ảnh. Đây chỉ là một góc đau khổ trong cuộc đời của cô. Nếu đã đọc tiểu thuyết, khán giả có thể chắc chắn số cảnh ngọt ngào trong Xuân Hoa Yếm không bằng 1/5 số cảnh bi thương, ớn lạnh của phim. Những áp lực và kỳ vọng với Lưu Học Nghĩa và Ngô Cẩn Ngôn. Về lợi thế và kỳ vọng của khán giả, vai diễn Mi Lâm trong Xuân Hoa Yếm khá phù hợp với thế mạnh diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn. Cô từng nhiều lần thành công khi hóa thân vào các nhân vật nữ cường, mang trong mình mối huyết hải thâm thù, cùng với đó là quyết tâm báo thù không gì có thể rời lắp được. Chính vì thế, màn trở lại này, Ngô Cẩn Ngôn được khán giả mong chờ. Hơn nữa, chính nhờ sức hút của Mạc Vũ Vân Gian khiến cho người xem có niềm tin cô sẽ có thêm dự án thành công tiếp theo. Tuy nhiên, điều này cũng tạo áp lực không nhỏ cho nữ diễn viên. Bởi phong độ của Ngô Cẩn Ngôn không ổn định. Như trước đây, sau Diên Hy Công Lược, cô phải mất rất nhiều thời gian mới có dự án mới thành công. Đặc biệt, cái bóng của Mạc Vũ Vân Gian rất lớn, sẽ dễ bị khán giả so sánh nếu dự án mới không thành công. Đối với Lưu Học Nghĩa, vì đã có kinh nghiệm thể hiện xuất sắc vai Hạo Thần Trà Xanh trước đó trong bộ phim Lưu Ly nên khán giả đều đồng ý rằng Lưu Học Nghĩa rất hợp với các vai Trà và Cha. Trong một phỏng vấn với truyền thông trước đây, Lưu Học Nghĩa cũng từng mong rằng mình có thể được đảm nhận các vai kiểu ngồi xe lăn, có người cõng, không cần đi tới đi lui, không cần phải treo dây cáp phi thân lên xuống. Bên cạnh đó, Lưu Học Nghĩa còn mơ ước được đóng vai có tâm lý biến thái, vặn vẹo cũng kẻ tám lạng người nửa cân với đệ nhất cha nam Mộ Dung Viêm trong chuyện Phế Hậu Tướng Quân. Cầu được ước thấy, khi vai diễn Mộ Dung Cảnh Hòa đã thỏa lòng mong muốn của Lưu Học Nghĩa khi hội tụ đủ combo vừa điên vừa biến thái, lại còn bị liệt, phải ngồi xe lăn và được người khác cõng. Trước đó, nhiều khán giả nói rằng vì chuyện quá ngược nữ chính và tam quan của nhân vật Mộ Dung Cảnh Hòa quá biến thái nên họ sẽ không xem phim. Tuy nhiên, khi biết Lưu Học Nghĩa sẽ hóa thân thành Mộ Dung Cảnh Hòa thì rất nhiều fan quyết định quay xe vì tin tưởng vào nhan sắc và thực lực diễn xuất của anh. Trước Xuân Hoa Yếm, Lưu Học Nghĩa, Ngô Cẩn Ngôn đều gây tiếng vang với tác phẩm tạo được cơn sốt nhất định là Hoa Gian Lệnh và Mạc Vũ Vân Gian. Vì thế, người hâm mộ hy vọng hai diễn viên sẽ nối dài thành công nhờ hiệu quả của lần hợp tác này. Sau khi kiểm duyệt, thì Xuân Hoa Yếm nâng từ dự kiến 30 tập lên 32 tập. Có nhiều đồn đoán cho rằng phim sẽ lên sóng vào cuối tháng 9. Nhưng cũng có thông tin nền tảng Yuki quyết định chiếu vào mùa đông, tức là khoảng cuối tháng 10, tháng 11. Với tất cả những yếu tố từ nội dung, hình ảnh đến độ hợp vai của hai diễn viên chính, Xuân Hoa Yếm được dự đoán sẽ tạo nên thành công lớn khi phát sóng. Còn bạn thì sao? Bạn có mong đợi vào bộ phim này hay không? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận nhé. See you!